Gấp nó mới được. Lấy cái lược nó mới vô. Mấy con ruồi này nó hay bu bu mấy cái mặt của con đô la, nó khó chịu. Với lại mình đang gấp này nữa, nó nhột, nó bực bội. Cho mình dời camera theo cái hướng của nó cho nó dễ chịu. Ê,